Cường xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì hôm nay Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn về cách mà chúng ta đọc hiểu một cái bộ hồ sơ bản vẽ của nhà Yến. Công trình lần này mình làm cho anh Tạ Văn Tiến ở xã Long Hà, huyện Phú Giềng, tỉnh Bình Phước nhé quý vị các bạn nhé. Thì Cường sẽ làm cho anh hai video. Một video là đầu tiên, đó chính là cái video mà chúng ta cùng nhau đọc hiểu cái bộ hồ sơ bản vẽ kiến trúc. Video thứ hai là Cường sẽ làm cho anh một cái video về cách mà chúng ta đọc hiểu cũng như là thi công cái phần móng của công trình. Đấy là hai cái video mình sẽ gửi về cho anh. Và tại sao mình lại làm hai video? Khi mà mình làm video số 1 là để giúp cho họ sơ bộ và hiểu về hình thức cũng như là cái cách thức để làm để đọc hiểu bản vẽ trước. Video số 2 là chúng ta sẽ đi sâu vào phần kỹ thuật thi công của công trình. Đấy là về hai cái video mà mình sẽ làm cho anh. Còn trước khi đi vào video lần này thì mình xin cảm ơn anh Tạ Văn Tiến đã tin tưởng và ủng hộ anh em kiến trúc HCG, cho anh em kiến trúc HCG thiết kế được một cái công trình ở trong Bình Phước nhé quý vị các bạn nhé. Và chúc anh và toàn thể gia đình nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, an lành và luôn luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Chúc anh xây dựng xong cái nhà này thì là có Yến về làm tổ. Đó. Nên bây giờ thì Cường xin phép là sẽ đi vào cái công trình lần này nhé các bạn nhé. Đây là một cái bộ hồ sơ bản vẽ của bên mình đã giao vào đầu tháng 2 rồi. Đó, thì đây là cái phần tờ bìa của công ty nhé các bạn nhé. Đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một bộ hồ sơ bản vẽ nó sẽ bao gồm những gì. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ cần phải đọc hiểu cái bản vẽ đấy ra sao, như thế nào. Đó, và chúng ta sẽ đi sâu vào từng phần của bản vẽ một để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thì là cái cách như vậy nó sẽ phù hợp với lại cách để chúng ta hiểu, chúng ta tự xem, tự thi công được cái công trình nó sẽ tốt hơn nha quý vị các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách đọc hiểu một bộ hồ sơ bản vẽ trước khi mà chúng ta sẽ đi sâu vào từng phần một nhé các bạn nhé. Thì trên một cái bộ hồ sơ bản vẽ thì nó sẽ có rất là nhiều các cái hạng mục khác nhau. Đó. Thì chúng ta sẽ cần phải biết được để chúng ta hình dung. Chúng ta sẽ có 3 phần chính. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái phần phối cảnh. Đây gọi là cái phần nó nằm ở trong phần kiến trúc của một cái công trình, tức là cái phần hình thức ban đầu của công trình, chúng ta gọi đây là cái phần phối cảnh. Đó. Thì trên cái phần phối cảnh này thì quý vị và các bạn là sẽ thấy là có rất là nhiều các cái bản vẽ khác nhau, từ nội thất không gian 3D vân vân cho đến những cái phần kỹ thuật. Đó là cái phần phối cảnh của công trình, có rất là nhiều những góc để cho quý vị các bạn là có thể là rất dễ dàng chúng ta sẽ hình dung được một cái công trình. Đấy là phần phối cảnh quý vị các bạn nhé. Nó nằm ở trong cái phần kiến trúc. Thì phần kiến trúc là sẽ bao gồm những gì? Đó, chúng ta sẽ có những cái phần gọi là cái số thứ tự, những cái danh sách bản vẽ mà chúng ta cần phải xem đấy ở trên này, thì đấy người ta gọi là cái phần kiến trúc. Đó, tất cả các bản vẽ này thì nó sẽ mô tả, mô phỏng chi tiết cái quá trình mà chúng ta làm. Ví dụ như chúng ta làm đến phần nào, khi mà chúng ta xây tường lên ý, từ lúc mà chúng ta đổ xong hết cột và sàn rồi, chúng ta xây tường thì chúng ta phải xem hết những cái phần bản vẽ này. Đó, ví dụ như chúng ta muốn xem cái chi tiết đúng không ạ? Ví dụ như là bản vẽ đây, ví dụ như là chi tiết sảnh này, hay là chi tiết lát nền này. Ví dụ như đến cái bản vẽ chi tiết lát nền này, KT10, chúng ta sẽ phải dở cái phần KT10 ra. Thì nhiều bạn xem thì các bạn đã biết rồi, ở cuối màn hình của mình đây là chữ KT00 này này, thì các bạn hãy dở cho mình KT10 ra. Mình đã làm rất nhiều những video để chia sẻ cho các bạn rồi. Đó, thì chúng ta sẽ dở ra thì chúng ta sẽ thấy có cái phần bản vẽ này, hay đây người ta gọi là cái phần bản vẽ lát sàn. Đấy, nó sẽ thể hiện cho quý vị các bạn biết được điều gì? Nó sẽ thể hiện cho quý vị các bạn biết được rằng là từng những cái quá trình mà chúng ta lát cái sàn này, những cái viên mốc lát nó nằm ở đâu, để sao để cho cái viên gạch của chúng ta nó đẹp. Ví dụ như đây, từ những bên trong này, bên trong đến bên ngoài này, viên mốc lát bên trong nó nằm ở đây, viên mốc lát bên ngoài nó nằm ở đây, thì cái cả cái viên gạch này nó sẽ cùng một mạch, nó sẽ thẳng và nó sẽ đẹp như quý vị các bạn nhé. Hai mốc ở đây, mốc bên ngoài này, thì đấy người ta gọi là cái phần bản vẽ chi tiết của từng cái phần một thì chúng ta cần phải xem. Đó, thế còn khi mà chúng ta trên một bộ hồ sơ bản vẽ nó còn có rất là nhiều cái chi tiết khác nữa, vân vân, từ cửa giả đó, thì chúng ta sẽ phải xem những chi tiết đấy. Hai nữa, chúng ta sẽ có cái phần thứ hai đấy thì chúng ta cần phải quan tâm ở đây, đó chính là cái phần bản vẽ, phần kết cấu. Cái phần bản vẽ kết cấu nó sẽ cho chúng ta biết được điều gì và để chúng ta hiểu được việc gì, thì Cường xin phép chia sẻ cho các bạn là cái phần bản vẽ kết cấu ấy, nó giúp cho quý vị các bạn là biết được cái kết cấu, xây dựng được cái công trình của mình.
Đó, ví dụ như là mình muốn làm móng gì này, hay là mình sẽ bố trí sắt thép ra sao này, cột giả như thế nào này, thì trong video video sau Cường sẽ chia ra và Cường sẽ phân tích rất kỹ cho anh Tạ Văn Tiến về cách mà chúng ta bố trí sắp sàn mái này, hay là những sắt cột này, hay là bố trí sắt móng này, để tất cả những cái đấy thì là Cường sẽ chia sẻ ở trong cái video sau đó, để cho anh cũng như là thợ có thể là biết và áp dụng được vào trong cái công trình của nhà mình đấy. Thế còn trên cái phần vẽ tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ có thêm các cái phần liên quan đến điện nước, rất rất nhiều các cái phần bản vẽ khác, những chi tiết thi công của công trình như là gờ, lanh tô hay là xà gồ, ở chi tiết liên kết ốc vít, bù lông, các quý các bạn nhé, vân vân. Đó, hay chúng ta sẽ có những cái phần tiếp theo, đó chính là những cái phần như là phần bản vẽ, phần điện, phần nước, đó, phần điện này, những cái phần thiết bị, những cái ký hiệu, vân vân. Ở bố trí ổ bóng ở đâu đấy thì Cường sẽ cố gắng là Cường sẽ chia sẻ nó sâu cho quý các bạn để quý các bạn là phải biết và áp dụng được cho cái ngôi nhà nhà mình. Thế đây là một trong những công trình mà mình làm ở Bình Phước, làm Phú Diềng ở Bình Phước đấy. Thì là các bạn nào mà có nhu cầu mà thiết kế nhà Yến, nhà cho Yến về làm tổ ấy, thì các bạn hãy liên hệ ngay với Cường để chúng ta sẽ có được cái công trình nó đẹp và nó tốt, nó chất lượng như quý các bạn nhé. Thế còn bây giờ ấy, thì từng phần như vậy thì chúng ta cần phải xem phần nào trước và xem phần nào sau, thì Cường xin phép chia sẻ cho các bạn. Đó là đầu tiên ý, thì chúng ta cần phải xem cái phần bản vẽ, phần kiến trúc trước để chúng ta hiểu nó đã, hiểu được các cái phần của công trình, hiểu được tất cả những cái gì mà chúng ta có ở trên cái bản bản vẽ để chúng ta làm được nó, chúng ta phải hiểu nó trước. Sau đó thì chúng ta cần phải xem cái phần bản vẽ về phần kết cấu để chúng ta tiếp tục hiểu phần bản vẽ kết cấu. Thế còn khi mà đi vào quá trình mà thi công ấy, thì chúng ta cần phải xem bản vẽ thi công, thì chúng ta phải dở phần bản vẽ về phần kết cấu ra để chúng ta xem đầu tiên đó. Ví dụ như là bây giờ chúng ta muốn định vị cái cọc, cái móng ở công trình thì đương nhiên là chúng ta cần phải xem các cái phần bản vẽ về phần hôm làm móng, chúng ta phải dở cái phần bản vẽ về KC06 ra để chúng ta đóng tim cột này, đóng hết những cái tim cột này, tim cọc này. Đó, và chúng ta xác định được từ cái tim cọc này thì chúng ta mới bắt đầu là đào hố được, hay là chúng ta mới bắt đầu là đi móng được. Đấy thì là chúng ta cần phải xem bản vẽ kết cấu đầu tiên trước khi mà chúng ta tiến hành là chúng ta sẽ xem bản vẽ về phần kiến trúc khi mà chúng ta lên từ cốt không không. Nhưng các bạn nhé, thì trong video sau Cường chia sẻ sâu hơn về những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta thi công phần kết cấu đó. Thế còn bây giờ thì Cường xin phép là bắt đầu chia sẻ cho các bạn về cái cách mà chúng ta đọc cái phần bản vẽ về phần kiến trúc ạ. Cường xin cảm ơn các bạn đang theo dõi đến phút thứ 7. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh cho Cường, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất ạ. Trên bản vẽ đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái phối cảnh nhé các bạn nhé. Thì đây là cái phối cảnh của công trình này. Thì trên cái phối cảnh công trình này nó sẽ giúp cho quý các bạn biết về cái hình thức của công trình. Từ những cái lỗ lấy sáng vào trong cái phong khoang nhà Yến này, hay là các cái hình thức chung, các cái gờ phào chỉ, các cái đường bo của cái công trình, hay là những cái phần lan can sắt này đó, và những cái lối ra của con chim Yến, đúng không ạ? Thì tất cả những cái này thì chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là về phần hình thức. Phần hình thức 3D ấy, nó giúp cho quý vị bạn biết được về cái màu sắc của công trình cũng như là cái màu sơn. Đó, khi mà lên thực tế thì cái những phần màu đen này chúng ta có thể là, đây là bên mình đang ốp đá, nhưng mà trong quá trình làm thì anh Tiến có thể là sử dụng những vật liệu như là chúng ta sử dụng những cái bê tông sần, xong chúng ta sơn xịt cái sơn sơn màu xanh vào, sơn màu xanh, sơn giả đá vào thì trông rất giống thiên nhiên quý vị các bạn nhé, trông rất giống thiên nhiên, thì là nơi mà dụ yến vào mà, thì chúng ta sẽ làm những cái màu nó trầm xuống. Còn đây là bên mình vẫn đang giải quyết là giả bằng sơn giải màu nâu đó. Các cái cửa giả thì bên mình đều uốn cong hết cái phần cửa này, nó làm cho cái công trình nó mềm mại hơn rất là nhiều đó. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần phối cảnh về những cái phần mặt bên. Tất cả những cái phối cảnh này nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn là biết được cái công trình của mình nó như thế nào. Đấy là về phần phối cảnh của công trình. Cái phần mái nhà thái này thì bên mình đều đua ra bên ngoài để cho chảy nước xuống sân quý vị các bạn nhé. Bên mình đang nhấn mạnh vào những cái ô ở bên trên cái ma diện tường của công trình để cho cái hình thức nhà Yến nó đỡ nhàm chán hơn đó. Chúng ta sẽ cùng có nhau cũng có rất nhiều những cái hình thức khác nữa để tạo ra cho cái nhà của nuôi Yến này, tầng 1 để ở, tầng 2 mình nuôi Yến này, nó đẹp hơn rất là nhiều nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ có tiếp theo ở đây, đó chính là cái phối cảnh về phần bề mặt công năng.
Thì trước khi mà chúng ta xem một cái bản vẽ thì chúng ta sẽ cũng có những cái phần phối cảnh và mặt công năng như thế này để cho gia chủ biết, để chúng ta thợ dễ hình dung ra cái công trình của mình là làm như thế nào. Thì đây là trên cái phần phối cảnh và mặt công năng. Thế còn khi mà đi vào phần kỹ thuật thì chúng ta cần phải xem các bản vẽ về phần cửa này đó, về những cái phần bậc lên này, hay những phần cửa này này, hay là những cái phần kích thước ở trong này, thì chúng ta cần phải xem các phần bản vẽ đấy để tránh hiện tượng là chúng ta bị sai nha các bạn nhé. Đấy là về cái phần bản vẽ về của cái mặt bằng công năng của công trình đó, các cái phần phối cảnh của công trình hay là những phối cảnh mái, thì nó sẽ giúp chúng ta là biết được về cái mái nó ra sao và thi công như thế nào, thì các bạn là rất dễ hình dung. Ví dụ như mái Thái thì là nó sẽ hình dung hơn mái Nhật rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần tạo ra được cái tam giác này, tạo ra cái đồ hồi đó, và chúng ta sẽ gác xà gồ lên. Nếu mà các bạn dùng xà gồ thì dùng dùng vịt kèo sắt thì nó cũng rất là dễ đó. Chúng ta chỉ cần những cái tam giác của chúng ta bắn vào là xong đó. Thế còn nếu mà chúng ta xây tường thu hồi lên cũng được đấy nhé các bạn nhé, để cho cái không gian nó rộng rãi cái công trình của mình đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có các cái phối cảnh ở phần phối cảnh bên, hay những đây những cái phần lỗ thông gió trong cái nhà yến, đúng không ạ? Vì trong nhà yến thì nó phải tối, nhưng mình sẽ làm những lỗ thông gió nhỏ nhỏ như này. Đấy là cái phần 3D của công trình các bạn nhé. Thế còn bây giờ đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào cái phần thiết kế, phần kiến trúc ạ. Về cái phần bản vẽ, phần kiến trúc ấy, thì chúng ta sẽ có cái phần danh sách bản vẽ, phần kiến trúc đây. Thì trên cái danh sách này chúng ta sẽ đều có những cái phần để đọc hiểu một bộ sơ bản vẽ. Thì Cường xin phép chia sẻ cho các bạn là bản vẽ là gì và bản vẽ chi tiết là gì. Thì trước khi làm chúng ta cần phải hiểu về về mặt lý thuyết trước khi mà chúng ta đi sâu vào các cái phần của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như là một bản vẽ chi tiết ấy, là một bản vẽ mà nó sẽ mô tả cấu kiện ở trên mặt bằng, mặt đứng, mặt cách của một cái cấu kiện để khi mà chúng ta thi công ra nó sẽ được cái cấu kiện như thế đó, đúng không ạ? Ví dụ như đây là một cái bút chẳng hạn. Thế thì khi mà chúng ta nhìn ở trên các cái diện tường, diện mảng thì là nó sẽ hình dạng nó sẽ như thế nào, và qua cái mặt cắt của công trình nó sẽ như thế nào, nó sẽ thể hiện rất chi tiết cái đấy. Thì người ta gọi là phần bản vẽ chi tiết các bạn nhé. Thì từ những cái lý thuyết đó chúng ta sẽ có những các cái phần bản vẽ khác nhau. Thì trên cái này nó sẽ có rất là nhiều các danh sách bản vẽ để hình thành nên cấu kiện của một cái công trình đó. Rất nhiều bản vẽ thì mới tạo ra được một cái cấu kiện công trình. Ví dụ như một bản vẽ nó sẽ không thể nào mà thể hiện hết được, thì trên nhiều bản vẽ thì sẽ lắp ghép lại để chúng ta thể hiện được điều đó. Vậy nên là khi mà chúng ta xem một bộ hồ sơ bản vẽ thì chúng ta cần phải là xem nó có cái sự liên kết với nhau nhé quý các bạn nhé. Ví dụ như chúng ta đang xem mặt bằng thì chúng ta phải liên kết với mặt cắt, hay chúng ta phải liên kết với phần cửa. Đấy là về cái cách mà chúng ta xem. Thế đầu tiên ấy, thì Cường xin phép là chia sẻ về cái phần mặt bằng chi tiết của từng tầng để xem như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang là cái cách xem về mặt cắt của công trình, và cái cách xem làm sao cho nó đúng thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Trên cái phần bản vẽ này thì Cường sẽ không không chia sẻ về cái công năng hay là về cái hình thức hay như nào cả, đó không ạ? Bây giờ vì là đây là video hướng dẫn đọc mà, thế nên là Cường sẽ thiên về là diễn giải cho các bạn hình dung về cái cách mà chúng ta thi công nó, đọc hiểu nó nhé các bạn nhé. Thì đấy là về cái nhiệm vụ của Cường trong cái video ngày hôm nay. Thế còn trên đây là về cái phối cảnh của công trình. Thì mặt bằng của công trình là gì? Mặt bằng ấy là một cái lát cắt ngang qua cái giữa thân của cái cửa của chúng ta. Đấy, giống như cái bút Cường đang đặt đây là lát cắt ngang qua cái thân của cái cửa của chúng ta. Đó. Và chúng ta sẽ nhìn trực diện xuống phần bên dưới công trình nha các bạn nhé. Đấy, ví dụ như đây chúng ta là có cái mặt mặt bằng này. Đấy, trên này là chúng ta chỉ là tường thôi, nhưng mà nếu mà là lát cắt ấy, thì chúng ta sẽ kéo nét cắt đấy xuống bên dưới cái phần cửa này để chúng ta nhìn. Đó, nhìn xuống bên dưới này. Đấy gọi ta gọi là mặt bằng nhé các bạn nhé. Thế thì từ cái phần mặt bằng này chúng ta sẽ có được những gì để chúng ta làm. Thì trước khi mà chúng ta thi công thì như lúc nãy Cường đã chia sẻ rồi, các bạn cần phải có được những cái hệ lưới cột trục vân vân để chúng ta thi công phần móng, thì video sau Cường chia sẻ sau. Thế còn trên cái phần mặt bằng này thì các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta sẽ có những cái đường beam, những cái kích thước, thì các bạn có thể để ý cho Cường có ba cái hàng kích thước cơ bản sau đây: hàng ở trong cùng này, hàng trong cùng này, hàng trên trong cùng, mà hàng bên trên này này các bạn này. Đó, thì đây là cái hàng kích thước thể hiện cho quý vị và các bạn biết các khoảng cách từ những cái mép tường này ra này, hay là từ cái tường này ra đến phần cửa sổ, hay là tất cả những cái phần cửa sổ này đều có
từ tường này ra đến phần mép của cửa sổ, từ đây ra đây. Đó, tất cả cái này là đều phải có kích thước đó để chúng ta là thi công. Đấy là trên cái mặt bằng thôi. Thế còn nét thứ hai là nó thể hiện cái tim của cái tường của chúng ta, là tim từ trục 1 đến trục 2 nó là bao nhiêu. Đó, tim từ trục 2 đến trục 3 nó là 3 mét này. Đó, hay là từ trục F đến trục E nó đang là 4m450. Đó, thì tất cả những cái này người ta gọi là cái phần bản vẽ về liên quan đến kết cấu, nó liên quan đến tim. Hay là chúng ta sẽ có một cái hàng đinh ngoài cùng này, đó là hàng đinh phủ bì, để cho chúng ta biết được rằng là cái giới hạn khi mà chúng ta làm xong cái công trình này nó nằm ở phần nào. Đấy là cái phần về các cái kích thước đường đinh. Thứ hai nữa chúng ta cần phải quan tâm đến ở đây, đó chính là các cái kích thước mà khi mà chúng ta đi ở bên trong của cái công trình đó, và các kích thước mà đi ở bên ngoài của các cái hàng đi bên trong của công trình này này đó, thì chúng ta cũng cần phải xem để đảm bảo rằng là khi mà chúng ta thi công cái nhà lên nó không bị sai sót, nó không bị sai số. Ví dụ như là khi mà chúng ta làm một cái phần cửa này này, thì chúng ta cũng phải xem, ta phải có cái sự liên kết. Tại sao lại vậy? Tại vì là cái phần cửa này là bên mình đã sẽ tính toán theo cái phong thủy rồi. Thế nên là khi mà chúng ta làm xong nó được con số này, và cái kích thước khi mà trừ đi phủ bì nó là số bao nhiêu, thì nó ra con số đẹp nhất, thì là bên mình sẽ tính toán. Ví dụ như là 930 hay là 950. Đấy là cái về cái phần cái kích thước của cái những cái phần cửa giả ở trên cái phần mặt bằng nha các bạn nhé. Hai nữa là chúng ta sẽ có những cái phần ký hiệu, ví dụ như là xem chi tiết 11, nói KT11 ở trên bản vẽ này, thì chúng ta phải dở cái phần KT11 ra để chúng ta thi công đến phần sảnh, chúng ta xem cái phần sảnh này nó ra sao. Đó, thì các bạn sẽ dễ dàng để chúng ta là làm cái phần đấy nó đúng, nó chuẩn. Đó, đây là trên cái phần bản vẽ phần sảnh chẳng hạn, thế thì các bạn phải dở ra để các bạn phân tích, thì chúng ta sẽ cũng có những cái kích thước, ví dụ như là chúng ta sẽ có cái kích thước về về cái phần bồn hoa này rất rõ ràng ra, bởi vì là ở trên cái phần bản vẽ chi tiết ấy, nó rất là to, cái bản vẽ chung nó rất là to, thì bản vẽ chi tiết nó phải phóng to ra nữa, đúng không ạ, để chúng ta có thể là hình dung và nhìn nó rõ hơn, chứ nếu không thì chúng ta không thể nào mà nhìn rõ nó được. Đấy, thì trên này chúng ta sẽ có những kích thước như thế để chúng ta làm được việc đấy. Đó, thì và chúng ta sẽ có những cái ký hiệu như là 1KT09 này, đây này, đây người ta gọi là cũng ký hiệu mặt cắt. Đó, thì Cường xin phép là chia sẻ luôn cho các bạn là mặt cắt là gì. Mặt cắt là cũng giống như cái mặt cắt phần mặt bằng, nhưng mà mặt cắt về phần mặt đứng là cái lát cắt mà thẳng từ bên trên. Đấy, cắt ngang qua phần nhà, tính có cả phần mái, để chúng ta dễ dàng chúng ta hình dung cho các bạn dễ hiểu các bạn nhé. Thì các bạn hãy dở bản vẽ KT09 ra. Thế còn trong cái phần mà Cường đặt ở trên các video, ví dụ như nói về mặt bằng, thì là Cường sẽ chỉ nói sơ bộ tất cả những cái phần chi tiết liên quan đến bằng cho các bạn đọc hiểu thôi. Thì chúng ta sẽ có những cái phần mặt bằng về bố trí đồ nội thất. Đấy, thì đây là cái phần mặt bằng bố trí đồ nội thất, thì trước khi làm thì bên mình sẽ phải cân chỉnh tính toán. Giả dụ như tại sao lại bố trí cái bếp nó nằm ở đây, để cái bếp ở đây, và cái bếp này thì không không phải là tựa vào nhà vệ sinh đâu nhé các bạn nhé. Đây là cái này nó nằm dịch tới bên ngoài rồi, nằm ra tường bên ngoài rồi. Thế còn tại sao lại làm cửa ở đây? Thế phần cửa ở đây này thì là chúng ta khi mà nấu nướng thì chúng ta cần phải có được một cái khoảng không gian nó thoáng khi mà chúng ta nhìn ra bên ngoài, thì khi đó chúng ta nấu nướng nó mới dễ dàng, nó mới ngon được. Đấy, thì chúng ta sẽ là phần này là chúng ta phải mở cửa, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo là những phần giường này. Đấy, thì cái phần bản vẽ phần nội thất này nó sẽ giúp cho các bạn biết được điều gì? Nó giúp cho các bạn biết được cái cách mà sau này chúng ta sẽ bố trí những cái ổ điện ở đâu. Đó, tại sao lại như thế? Vâng, sẽ dở luôn cho các bạn về cái phần bản vẽ điện để cho các bạn là dễ hình dung, vì là đôi khi là nhiều bạn không biết được cái lợi ích của hồ sơ bản vẽ nó mang lại. Đó, khi nhá, đây nhá, ví dụ như Cường chia sẻ các bạn là nếu mà chúng ta làm cái phần bản vẽ phần điện nó như thế này, phần bản vẽ phần điện như thế này, thì nếu mà đây là bố trí giường đó, thì khi mà chúng ta làm việc với kiến trúc sư của bên Cường, các bạn làm việc với kiến trúc sư bên Cường thì bên mình bao giờ cũng sẽ bàn với các bạn là đồ nội thất đặt như thế nào hay ra sao, sau đó thì bên mình đều gửi cho các bạn file bản vẽ trước để cho các bạn kiểm tra trước khi mà Cường giao lại cho các bạn hai bộ hồ sơ. Ví dụ như các bạn kiểm tra là từ đây đến đây giường anh bố trí cái này, thì đương nhiên là các cái ổ, các cái bóng nó đặt ở đâu, ví dụ như h bằng 0.65 nghĩa là sao, tức là cái ổ này này nó sẽ cao là bằng 0.65, nó cao hơn cái táp đầu giường để làm gì ạ, có cả kích thước từ đây ra để cho thợ điện dễ làm. Thứ hai nữa
là để cho chúng ta làm bóng này nó yên tâm, chúng ta làm nó đúng, chứ không thể nào mà chúng ta làm sai xong rồi một bản vẽ nhà nó đầy đủ thì là chúng ta cái công năng sử dụng nó tốt. Thứ hai nữa là những cái tiện ích, những cái gì đó mà chúng ta sử dụng nó phù hợp. Ví dụ chúng ta ngủ ở đây chúng ta cắm luôn cái sạc điện thoại vào để trên táp đầu giường, hoặc là chúng ta ở ổ bên dưới này chúng ta cắm cái gì nhỉ? Cắm cái quạt chẳng hạn, thì nó rất là phù hợp. Đấy, so với lại là một nhà mà chúng ta không có hồ sơ bản vẽ thì khi mà đến ý, thì là gia chủ sẽ bị gặp phải một vấn đề là như này: thợ nó sẽ rất là rành rang, nó làm rất là chậm, nó rất là rành rang để làm gì, để làm xem, nó thăm dò xem là các bạn có thay đổi gì không đấy. Thế còn nếu mà các bạn có hồ sơ bản vẽ thì xin phép chia sẻ với các bạn là thợ nó sẽ làm rất là nhanh, vèo cái là nó nhảy vào làm luôn, sai đâu thì người đấy chịu đấy, nên nó rất là nhanh. Thế còn là nếu mà không có bản vẽ thì thợ nó sẽ rất là rành rang ra, xong rồi mai nó tính công phát sinh như các bạn nhé. Thì tất cả những cái này người ta gọi là bản vẽ, nó sẽ giúp ích cho các bạn là tiết kiệm được rất nhiều tiền đó. Thế còn trên hồ sơ nó sẽ có cả phần báo giá nữa, mọc tách nữa các bạn. Và Cường sẽ quay về cái phần hướng dẫn về xe mặt bằng cho các bạn, chứ tránh trường hợp chúng ta lại đi ra những cái chủ đề khác nó lan man quá. Đấy. Ok. Trên cái phần tiếp theo này chúng ta sẽ có những cái phần mặt bằng tầng 2. Đó, mặt bằng tầng 2 thì ở trên cái mặt bằng tầng 2 của nhà anh Tiến thì nó có thêm ở đây, đó chính là hai cái cột treo ở trên tầng 2 này, thì mình có ký hiệu ở trên bản vẽ phần kết cấu rồi. Đó, hai cột này là để làm phần cái tuôm ấy. Đó thì là chúng ta cũng sẽ có cái ký hiệu trên phần bản vẽ kết cấu. Và ở trên tầng 2 thì cái cột này là mình sẽ làm cái cột đầu chờ thôi nhé, mình không làm cái cột mà nó cao hẳn lên bên trên để tránh con yến nó bay theo vòng cung, bay ra ngoài, bay ra cái lỗ bên ngoài này đi kiếm ăn, thì nó sẽ không đập vào cái cột này. Đấy, nên là cái cột này chỉ là cột đầu chờ thôi. Thế còn nếu mà mình muốn lên tầng như nào thì mình sẽ có thể là làm cao lên, đập cái phần này ra nối sắt được vào. Phần mặt bằng mái thì nó sẽ giúp cho các bạn biết về cái độ dốc của phần mái nó là bao nhiêu. Thì còn trên mặt cắt thì chúng ta sẽ biết được cái chiều cao các bạn nhé. Đó. Và ở trên cái phần mái này là chúng ta cũng phải làm cái độ dốc dốc về một bên để sao để thoát nước nó tốt. Thì còn Cường cũng xin phép là chia sẻ luôn cho anh về cái lưu ý ở đây, đó chính là trên cái phần mái này này, trên những cái phần mái tầng trên này, trong quá trình mà chúng ta thi công thì anh nên là xử lý về bề mặt chống thấm. Thì bây giờ nó cũng có rất là nhiều cái cách thức để chúng ta chống thấm cho cái công trình của mình nó tốt hơn. Ví dụ như anh có thể là quét ba lớp chống thấm đó bằng các cái vật liệu hiện tại thì Cường không nhớ tên. Thứ hai nữa chúng ta sẽ trộn xi măng với latex để chúng ta sẽ tráng qua các cái lớp ở trên cái bề mặt này. Thứ ba nữa là anh có thể là sử dụng những cái bạt chống thấm đó. Thì cái bạt chống thấm ấy nó dao động vào khoảng tầm bạt chống thấm ấy thì là mình cần phải làm ở đây nó là mình làm cái bạt mềm thôi, cái bạt khoảng 0.03 thôi hoặc là 0.02 0.05 thôi đấy, để chúng ta có thể giải được ra đây nó dễ dàng giải ra, thì bạt nó rơi vào khoảng tầm 20 cho đến 20 25 nghìn trên 1 mét đấy. Thì chúng ta giải ra chúng ta khò vào hay như nào đấy để chúng ta thi công cái phần bề mặt chống thấm này của chúng ta nó tốt đó, thì cái công trình của chúng ta sẽ bền hơn đó. Tránh trường hợp mà chúng ta không chống thấm cho cái mái này thì nó cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến cái chất lượng công trình, cũng như là nó sẽ mưa và nó sẽ thấm vào trong cái công trình của mình đấy. Thì đấy là về một số lưu ý về phần mặt bằng mái. Vừa rồi thì Cường đã chia sẻ về các cái phần mặt bằng cho quý bạn rồi. Thì bây giờ thì Cường tiếp tục thì chia sẻ thêm cho các bạn về những phần mặt đứng của công trình nó thể hiện những gì cho các bạn xem, các bạn biết ạ. Tiếp theo Cường xin hướng dẫn các bạn về đây là cái phần mặt đứng của công trình. Thì trên mặt đứng của công trình này thì chúng ta sẽ có, đây là mặt đứng của một cái ngôi nhà yến nha các bạn nhé. Thì tầng 1 là để ở, tầng 2 để nuôi yến rồi thì các bạn đã biết rồi. Thế còn là trên mặt đứng của công trình nó cũng sẽ thể hiện cho các bạn biết được rằng là các cái cửa này này. Đó, các cái mặt mặt của cái cửa này, khoảng cách giữa các cửa bên trái sang cửa bên phải này, hay là các cái đầu gờ phào xung quanh cái cửa, và chúng ta sẽ có biết được cái chiều cao của cái nhà đấy và cái chiều cao của cái phần tầng lửng đúng không ạ, tầng 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 nuôi yến. Hai nữa là chiều cao của tầng mái đó vào cái lối vào của chim yến khi về. Đấy, tất cả những này là đều có kích thước hết nhé các bạn nhé. Thế thì để ứng dụng vào để xem sao cho nó đúng ấy thì là Cường cũng xin phép là đi vào cái ứng dụng luôn cho các bạn. Ví dụ như trên cái phần mặt bằng này chúng ta sẽ có ở đây nó là 1080 đó đúng không ạ. Thì
là chúng ta sẽ biết được rằng là cái phần 1080 này là phần cửa và khoảng cách cái phần cửa này là bao nhiêu như nào thì chúng ta cần phải biết được rằng à cái mặt bằng nó có đúng như thế không. Đấy thì chúng ta sẽ phải dở cái phần bản vẽ về phần mặt là mặt bằng ra. Đấy thì trên mặt bằng này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây đó chính là cái chữ là đây 1080. Đó thì đấy là phần mặt bằng các bạn nhé. Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta đọc hiểu và chúng ta xem. Đó thì còn những cái lỗ này đó đây là lỗ những cái lỗ mà lấy khí vào trong cho cái nhà yến ở trên tầng đó thì các bạn nào nuôi yến thì các bạn đã biết rồi nên thì chúng ta cần phải làm cút hay làm bịt lại như nào đấy thì chúng ta cần đã ở cái vùng Bình Phước các bạn đều nuôi rất nhiều yến các bạn đều biết cái vấn đề đấy các bạn nhé. Thì các khoảng cách của các cái ống này bên mình đang để là 700 đó và các cái phần mặt đứng của công trình nó sẽ thể hiện rất rõ cho các bạn về về những cái như vậy hay là những cái đường cua để tạo hình thức cho công trình thì đều có cái bán kính ở đây để các bạn hãy cùng cường xem đó bán kính đây những cái bán kính R1m hay là những cái R xung quanh những đường bo này đều có hết này đó, R những đường bo R đường bo đấy những cái R này để chúng ta là bo cái phần cong của công trình. Thì khi mà chúng ta xây đến cái phần này thì chúng ta mới biết được rằng là chúng ta phải quay gạch ra bao nhiêu hay là chúng ta phải cấy thêm sắt vào để chúng ta tạo ra những cái đường bo đấy cho cái công trình của chúng ta nó mềm mại nó đẹp thì chúng ta làm nó mới nhanh. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ ào ào chúng ta làm luôn ấy, thì chúng ta không xem bản vẽ thì là đôi khi là chúng ta sẽ gặp phải một cái vấn đề đó là khi mà gần làm xong rồi chúng ta bắt đầu là mới đục mới đẽo mới căn mới chỉnh nó sẽ mất rất nhiều thời gian đấy các bạn nhé. Đấy là cái cách mà chúng ta xem cái phần mặt đứng của công trình. Đó đây các bạn có thể xem các phần mặt đứng một bên của công trình. Thế còn bây giờ thì Cường xin phép và chia sẻ cho các bạn về cái phần mặt cắt thì nó cũng sẽ thể hiện những gì cho các bạn là dễ hình dung và dễ hiểu ạ. Phần mặt cắt của công trình sẽ giúp cho quý vị các bạn biết được cái cao độ của công trình. Ví dụ như là từ tầng 1 này lên đến kịch sàn này là 3m9 thì là đến sàn bên dưới nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3m8. Đấy. Thì khi mà các bạn mà làm kết cấu ấy, thì là các bạn phải hạ cái cốt này xuống. Ví dụ như hạ cốt sàn tầng 1 là tầng âm này xuống là 0.5 5 phân. 5 phân để chúng ta lát nền, tôn nền và chúng ta làm nền thì khi mà cái phần kết cấu ở trên tầng tầng 2 này chúng ta cũng phải hạ xuống 5 phân. Đấy là phần cốt kết cấu các bạn nhé. Thế còn cốt trên này là mình đang để đấy là cái cốt hoàn thiện. Thì khi mà là hoàn thiện xong một cái nhà này của các bạn này thì đến mặt sàn tầng 2 nó sẽ rơi là 3m9. Đó. Mặt sàn tầng trên cùng này đây, trên tầng tum này nó rơi là 7m rưỡi. Đó và trên tầng mái đang là 10 mét rưỡi nhé các bạn nhé. Và chúng ta cũng sẽ có những cái ký hiệu để chúng ta thi công và làm được những cái phần đó. Ví dụ như là phần N1 đấy thì chúng ta sẽ dở cái phần N1 này ra. Đó là cái lát cái nền nhà này nó gồm những gì chúng ta sẽ dở nó ra để chúng ta xem. Hay là MN gì thì chúng ta sẽ đọc ở trên cái phần bản vẽ là MN. Đó đây là cái phần mái nhà nhé các bạn nhé. Thì đấy là về phần bản vẽ về phần mặt cắt của công trình. Hay là còn trên bản vẽ phần kỹ thuật nó còn có rất là nhiều bản vẽ nữa. Thì bây giờ Cường xin phép hướng dẫn cho các bạn về các phần bản vẽ liên quan đến phần cửa và xem ra sao. Trên màn hình các bạn đang xem đây đó là cái bản vẽ KT13 là cái bản vẽ liên quan đến cái mặt bằng về phần cửa. Thì nhiều bạn hỏi là anh ơi thì là đã có trên mặt bằng là đã có kích thước cửa rồi thì cần gì mặt bằng phần cửa. Đó thì khi mà cái mặt bằng phần cửa này này thì nó giúp ích cho các bạn rất nhiều nhé các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn biết cách kiểm tra lại xem là cái phần bản vẽ kỹ thuật nó đúng chưa, các cái kích thước nó như thế nào. Thì khi mà các bác cửa mà đến nhận nhà anh Tiến thì chúng ta phải đến chúng ta xem, chúng ta kiểm tra, chúng ta đo đạc lại. Và trên các cái phần bản vẽ này thì là chúng ta sẽ có những cái con số, những cái ký hiệu riêng để chúng ta hình dung. Ví dụ như tất cả các cửa đi thì mang tên là D2 D đó và có một hàng này thôi. Còn các cái cửa sổ thì là nó sẽ có ba hàng, một là hàng chiều chiều rộng nhân với lại chiều cao và hàng từ cốt 0 lên bên trên đấy. Hay là cái phần cửa ví dụ như S3 này thì từ mặt đất lên là 800 và chiều rộng của cửa là 1650 và chiều cao của cửa là 2020. Đấy là về về phần ký hiệu. Thế từ những ký hiệu này chúng ta mới có cái bảng nữa ở đây, đấy chính là cái bảng về thống kê về cái phần cửa nhà của chúng ta. Đấy thì chúng ta cần phải xem cái phần bản vẽ này để chúng ta biết được rằng là cái thống kê cửa này nó có đúng không và chúng ta sẽ sử dụng những cái gì
cửa khung nhôm gì để chúng ta làm. Đấy thì chúng ta cần phải thương lượng với lại các cái đơn vị thi công phần cửa để chúng ta sẽ có những cái cách thức nó làm nó đúng. Một trong những cái lưu ý cho các bạn nữa đó là trên cái phần bản vẽ phần cửa, ví dụ như cái cửa đi D1 này thì là như lúc nãy Cường đã chia sẻ rồi, thì chúng ta sẽ có những cái phần mặt đứng hay là mặt cắt hay là những cái phối cảnh để thể hiện cái cấu kiện của công trình đấy. Thì còn trên cái phần hình thức nó như này thì các bạn đã xem rồi, thì các bạn có thể thấy được rằng là trên bản vẽ nó sẽ có ở đây, đó chính là những cái phần kích thước liên quan đến thông thủy, đó là cái kích thước phong thủy của công trình. Đó thì là nó nằm ở cái khoảng trong này, ngoài khung này ra thì đây nó là cái kích thước khoảng trong. Đây là cái cánh cửa thủy lực nhé các bạn nhé. Đó, cửa thủy lực thì là nó mới cái bảng nó mới to là 180 đấy. Thì còn khi mà chúng ta làm thì bên mình bao giờ cũng có cái kích thước phủ bì, tất cả cái kích thước phủ bì là kích thước này đó, bên ngoài này. Thế còn kích thước thông thủy là những cái kích thước bên trong này, này từ đây sang đây và từ dưới này lên, đó là cái kích thước thông thủy. Thì từ cái kích thước thông thủy này thì chúng ta mới có được cái bản vẽ để làm sao cho nó đúng với lại phong thủy. Nên nếu mà các bạn muốn thay đổi hình thức thì vẫn thể thay đổi được, nhưng mà các bạn nên giữ những cái kích thước phong thủy này cho cái công trình của chúng ta nó tốt đó, vì nó phải đúng với phong thủy nhé các bạn nhé. Đó, và một điều nữa, một cái lưu ý quan trọng dành cho anh Tiến, đó chính là khi mà chúng ta ký với người ta về cái cách thức mà chúng ta thi công cái phần cửa này thì chúng ta cần phải đến tận nơi tận xưởng chúng ta xem giá cho nó hợp lý, vì cửa của nhà anh rất là nhiều. Thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải biết được chính xác là khung nhôm của chúng ta là khung nhôm gì, hai nữa là kính gì, vân vân đó. Và chúng ta cần phải xin lại tất cả những cái đầu mỏ khi mà chúng ta làm, chúng ta đi xin báo giá mà chúng ta làm thì chúng ta cần phải có để hết những cái mẫu đấy. Các ông ký biên bản với tôi như thế rồi, mẫu này là dày bao nhiêu ly, cánh này là cánh bao nhiêu, khuân là bao nhiêu, dày bao nhiêu ly, chúng ta cần phải có mẫu để làm gì ạ, để khi mà thợ đến lắp vào thì chúng ta sẽ không bị thay đổi hay là cháo đó. Làm việc là chúng ta cần phải kỹ càng như vậy nhé các bạn nhé, thì mới có được công trình nó tốt được. Đấy là về phần bản vẽ phần cửa. Trên bản vẽ phần cửa nó có rất là nhiều các hãng cửa, rất nhiều những loại cửa khác nhau mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây để chúng ta làm đó. Thì các bạn cần phải xem cho Cường các bạn nhé, kể cả kính cũng vậy, kính các bạn cũng phải xác định xem là đó là kính tôi hay là kính an toàn hay là kính gì, thương hiệu nào, hãng nào đó, thì các bạn cần phải rõ ràng phần đấy để chúng ta mới có cái công trình nó tốt được. Tránh tình trạng là chúng ta họ báo chúng ta một kiểu kính nhưng mà chúng họ làm chúng ta một kiểu kính, điều đấy là điều không hay đó, và sẽ xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề mà cãi nhau. Nên là các bạn phải xem rất kỹ bản vẽ xong các bạn mới báo giá được. Thì anh có thể là tách cái phần bản vẽ này ra để anh gửi cho thợ cửa họ xem đó, hoặc là họ sẽ đến họ xem trực tiếp và các cái phần bản vẽ chi tiết liên quan đến hoa sắt đó. Đó. Thì đấy là về cái phần bản vẽ phần kiến trúc nhé các bạn nhé. Trong video sau thì Cường xin phép chia sẻ về phần bản vẽ kết cấu cho anh Tạ Văn Tiến, để anh có thể là cho thợ để đọc và hiểu được cái bộ hồ sơ bản vẽ của nhà mình. Cường xin cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc quý các bạn một ngày mới là luôn luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, và chúc tất cả chúng ta luôn luôn thành công và luôn luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Các bạn nào mà đang xem đến phút thứ 32 rồi, Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều về điều đấy. Và các bạn nào mà đang xem mà chưa đăng ký kênh, các bạn giúp Cường nhấn vào nút đăng ký ở dưới góc phải màn hình, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video hay là Cường live stream, các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất ạ. Cường xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.